Hello, xin chào các bạn. Mai Nguyên không có bán Oppo nữa. Tuy nhiên, mình vẫn muốn trên tay và giới thiệu với các bạn về một cái máy mới của Oppo mà ở phân khúc tầm trung. Nó có giá vào khoảng 6 triệu 9, gần 7 triệu, tức là Oppo A9 phiên bản 2020. Thì cái máy này nó có bộ nhớ RAM lên đến 8GB. Đây, 8GB và bộ nhớ trong 128GB, rất là dữ dội để chúng ta có thể sử dụng. Về cấu hình cơ bản của cái máy này, nó gần như là nó rất là mạnh. Ngoài cái con chip Snapdragon 665 mới ra có cái chế độ Game Boost 2.0 thì chúng ta còn có 4 camera, trong đó camera cao nhất là đến 48 megapixel. Đây, chúng ta sẽ có 4 camera, ở phía sau là 48, 8, 22, camera trước 16 megapixel. Và pin của nó lên đến 5000 mAh, rất là dữ dội. Đó. Thì cái máy mình đã lấy ra rồi, mình sẽ cho các bạn xem chút xíu về cái hộp bên trong để xem bên trong này có những gì. Đầu tiên thì cái hộp này chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo đi kèm, cùng với đó là cây lấy sim và cái tài liệu hướng dẫn. Đó. Ngoài ra chúng ta còn có thêm cái bộ phụ kiện đi kèm, bao gồm có tai nghe stereo và cái dây sạc USB-C. Thì bây giờ là tổng bộ là USB-C hết rồi. Ở đây chúng ta có một cái cục sạc và mình thấy cái output của nó ra là 5V 2A, tức là nó chỉ hỗ trợ vào mức khoảng 10W thôi, không có nhanh lắm. Rồi, đó là phụ kiện cơ bản dành cho cái máy này. Giá của nó rất là tuyệt vời rồi. Ở đây chúng ta sẽ có hai màu, đó là màu xanh và màu tím. Đây là cái phiên bản màu xanh. Các bạn đang nhìn thấy phiên bản màu xanh nhé. Chúng ta có mặt lưng nhựa. Đó, bằng nhựa. Ở ngoài nó phủ kính bóng rất là đẹp. Và chúng ta có Oppo logo Oppo đây. Design for A-Series. Đó, ở đây chúng ta có một cảm biến vân tay, một chạm. Có 4 camera, chúng ta sẽ có 48, 8, 2 và 2. Thì chúng ta sẽ có tất cả những camera này để hỗ trợ cho việc chụp ảnh, quay phim cũng như là đo độ sâu trường ảnh. Chúng ta có plus rất là lớn ở kế bên. Phần khung của nó thì mình thấy là làm bằng kim loại nè, với những cái phím rất là Oppo. Tức là nó có một cái nhân ở phía bên trong màu xanh xanh, rất là đẹp. Mặt trước chúng ta có một cái màn hình 6.5 inch, rất là lớn, với cái độ phân giải Full HD Plus. Thì với cái độ phân giải này, mình nghĩ là Oppo họ đã rất là ưu ái cho người dùng ở phân khúc tầm trung rồi. Nói về cái Android trên máy, chúng ta sẽ có Android version 9, tức là Android 9. Và như mình nói là con chip mới của Qualcomm, Snapdragon 665, cùng với RAM 8GB, sẽ hỗ trợ rất là tốt cho việc chúng ta chơi game. Thì với cái mức pin là 5000 thì mình nghĩ là cái máy này sẽ hỗ trợ rất là tốt cho cái việc mà chúng ta chụp ảnh, quay phim hay là chơi game suốt cả ngày. Ở phía bên trên chúng ta có cái camera 16 megapixel nhỏ xíu ở đây. Đó. Cùng với một cái dải loa thoại rất là gọn, đẹp và nhìn rất là chỉnh chu. Có một điểm mà mình chưa hài lòng ở cái máy này, đó là cái phần trên và phần dưới màn hình nó chưa có được đều nhau. Phần dưới màn hình nó vẫn còn hơi dày chút xíu. Nhưng mà các bạn vẫn có thể tối ưu nó bằng việc chúng ta giấu đi những cái phím chức năng của Android trên cái này. Mặc dù nó đã làm rất là mảnh rồi. Thông qua video các bạn cũng có thể thấy là nó không có được rõ ràng lắm. Nó chỉ hơi mờ mờ chút xíu thôi, để mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, chứ không phải là nó bị ẩn hết. Nhưng mà nó vẫn tạo ra cảm giác chúng ta không có dễ chịu. Ok, chúng ta vào trong camera chút xíu. Thì với 4 camera chúng ta sẽ có chế độ 1x, 2x, 5x. Thì chúng ta sẽ có camera tele. Đây có góc rộng luôn. Bấm cái ra góc rộng ultra wide. Có như là các bạn cần cái gì ở một cái máy ảnh chụp bất kỳ một cái tiêu cự nào chúng ta đều sẽ có hết. Tiêu chuẩn góc rộng rồi tele đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Đó. Thì hiện nay cái sản phẩm này á, mình được biết là sao Oppo họ sẽ bán với mức giá là vào khoảng 6.990.000. Mức giá rất là tuyệt vời để các bạn có thể sở hữu một cái máy tương đối khá về mặt hiệu năng. Bộ nhớ trong lớn, RAM lớn cũng như là cái thiết kế của nó rất là đẹp. Đó. Thì hiện nay các hệ thống lớn cũng sẽ bán cái sản phẩm này. Rất tiếc là Mai Nguyên hiện nay không có kinh doanh Oppo nữa, nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ với các bạn về cái máy này, một cái máy rất là tuyệt vời của Oppo. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn trong những video công nghệ lần sau.